Ở dưới miền Tây á, cá tre rất là nhiều luôn. Hôm bữa thì mình cắm câu được nè. Đây một rổ rau tươi rất là ngon luôn cả nhà ơi. Còn đây á, là mắm cá sặc, cũng đặc sản bên miền Tây mình. Món này á, thì không thể nào thiếu nước dừa. Ăn vô á, thì nó béo cả nhà ơi. Đây, nhìn rất là ngon luôn. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Hôm nay á, thì mình làm một món, đó là cá tre kho mắm. Ăn cùng với rau sống. Rồi mời cả nhà mình cùng xem hết video á, để biết mình làm như thế nào nhé. Chúc tất cả mọi người á, xem clip á, thật là vui vẻ và nhiều năng lượng. Xin chào tất cả mọi người nha. Trước tiên á, thì mình làm cá nha. Cá này á, thì mình có nấu nước sôi. Mình đổ cho nó bớt nhớt. Rồi xong á, mình mới rửa cho nó sạch. Cá này hôm bữa thì cắm câu được. Ở dưới miền Tây mình á, cá rất là nhiều luôn. Chủ yếu giống như là mình chỉ cần siêng năng chút xíu á, mình ra ngoài sông, ngoài ao bỏ hoang á, mình cắm chút xíu là có cá nha. Này, cá này là cá chê đồng nha mọi người. Còn đây á, là một rổ rau. Rổ rau này á, thì mình mua một mớ, mình hái một mớ. Nói chung là cây nhà lá vườn, có cái gì á, thì mình dùng cái đó. Đây có rau càng cua với rau đắng nữa mọi người, với bông súng nữa. Món này á, ăn chung với rau này rất là ngon luôn. Đây, nãy giờ thì mình cũng rửa hai ba nước rồi cho nó sạch. Đây, nhìn một gỗ gạo á, nhìn rất là ngon luôn. Còn đây là khổ qua nha mọi người, tại vì món này á, không thể nào thiếu khổ qua. Đây, khổ qua thì mình cũng cắt khúc khúc lại. Đây, còn đây á, là cà phổi. Cà phổi này á, mình cũng cắt nhỏ nhỏ ra cả nhà ơi. Này cà phổi này ăn cũng rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình cũng bầm tỏi nè. Rồi xong á, mình cũng bầm sả. Sả này á, thì nói chung là cũng trước nhà mình thôi. Này sả rất là tươi, rất là ngon luôn cả nhà. Mình bầm á, thì cho nó nhuyễn. Rồi xong á, mình cũng bầm mắm luôn cái nhà. Tại mắm này á, thì nói chung là nguyên con. Mình bầm cho nó nhuyễn xong á, mình cũng trộn chung với sả với ớt. Đây, nãy giờ á, mình bầm cũng lâu rồi, đã nhuyễn rồi cái nhà. Đây, còn đây á, là trái dừa nha. Tại vì món này á, không thể nào mà thiếu trái dừa. Mình để nước dừa á, thì ăn chung á, rất là béo luôn cái nhà, nước nó. Trái dừa này á, dưới miền Tây á, cũng rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành nấu nha mọi người. Đây trước tiên á, thì giờ mình để cháo nha. Rồi xong á, mình để mỡ. Khi nào mỡ nóng á, mình để tỏi vô. Mình phi mỡ tỏi trước nha. Rồi xong á, mình cũng để mắm vô nha mọi người. Đây, mình xào mắm trước nè. Xào mắm cho nó thơm. Rồi mình vẫn đảo qua đảo lại. Rồi xong á, mình cũng để cá vô nha. Đây, mình đảo qua đảo lại cho nó thấm mùi mắm. Ngửi rất ở ngoài, rất là thơm luôn cả nhà. Rồi món này á, thì cá chê kho mắm, không biết cả nhà có nấu giống như mình không. Mình á, thì nấu rất là đơn giản luôn. Nếu mà có gì sai sót á, thì mong cả nhà mình thông cảm nha. Nếu mà có gì góp ý á, thì hãy bình luận ở phía dưới để như là mình rút kinh nghiệm để lần sau chia sẻ những video hay hơn cho cả nhà mình cùng xem. Tại vì mình cũng mới tập làm video nên mong cả nhà mình thông cảm nha. Đây, nãy giờ thì mình cũng đổ nước dừa. Rồi xong á, cũng sôi á, cũng mình lấy nước bọt ra nha. Món này á, thì mình xài nước dừa, chứ không có để nước nha mọi người. Mình để nước dừa thì ăn vô nước nó rất là béo luôn.
Đây mình cũng để gia vị như là đường, bột ngọt nè, với nước mắm. Chứ giờ mình không có để muối nha, tại vì mắm đã muối đã mặn sẵn rồi. Nên mình để muối nữa nó mặn mặn lắm. Đây nhìn rất là hấp dẫn luôn cái nhà. Cũng lâu lắm rồi không có dùng món cá chê kho mắm. Đây nhìn sôi rất là đã luôn cái nha. Nhìn rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ mình để khổ qua với mướp vô nha. Nói chung là cũng gần xong rồi nha mọi người. Nhìn là thấy chảy nước miếng. Ở ngoài rất là thơm luôn cái nhà ơi. Đây nhìn rất là ngon luôn. Được chấm với rau sống nó là ok luôn cái nha. Rồi nãy giờ thì cũng đã chín nha mọi người. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng thưởng thức cá chê kho mắm ăn cùng với rau sống với mình nha. Rồi chúc tất cả mọi người xem clip thật là vui vẻ nha.